Vâng, FVN xin gửi lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947598859. Ngày hôm nay thì em Việt lại về thêm cho các bác với một mẫu xe có thể nói là còn cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản. Chiếc xe này thì em Việt mua được của một bác làm trong sở điện lực thành phố Hà Nội các chị nhá. Một mẫu xe mà bác chủ thực sự là đi cực kỳ giữ gìn và cẩn thận, nên tình trạng của chiếc xe này em Việt cam kết luôn với các bác là tìm ra một lỗi nhỏ thôi, em hoàn tiền cho các anh ta 100%. Vậy thì với một chiếc sedan hạng D với một cái không gian nội thất các bác có thể thấy là vô cùng rộng rãi, nội thất màu ghế da màu kem, và chiếc xe này thực sự là nó còn nguyên zin nguyên bản, không một lỗi nhỏ. Một mẫu xe mà bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em Việt có 500 triệu đồng thôi là các anh chị đã có thể sở hữu cho mình được chiếc xe và còn rất đẹp này. Vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc Toyota này nó như thế nào? Thì em Việt mời các bác chúng ta có thể cùng dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của nó để xem là với cái mức tiền 500 triệu thì các bác chúng ta có xứng đáng để bỏ tiền ra sở hữu cho mình hay không các chị nhá. Thì đầu tiên thì các bác có thể thấy cho em nội thất bên trong của xe này. Tất cả tình trạng kể cả nội thất bên trong của xe cũng là còn nguyên zin các chị nhá. Và các bác có thể thấy đây ạ. Má ghế, cái ghế của nó này theo thời gian này. Nhưng các bác nhìn cho em chi tiết da của nó vẫn còn đẹp long lanh như này. Đấy, xe được trang bị với ghế da đục lỗ thông hơi ở giữa, ngồi vào cảm giác êm mà không bị nóng bí được chưa ạ? Và đây. Đấy, đương nhiên là con này của em thì được sản xuất năm 2014, nhưng các bác nhìn này, cái má ghế này nó vẫn còn nét căng như này. Đó, vô lăng thì đây, quá yêu luôn, 4 chấu và cũng được ốp các chi tiết vân gỗ rất là sang. Đấy, anh chị nhìn em từ khóe vô lăng của nó này. Đấy, vô lăng zin nhá. Và xe này của em thì chủ cũ là mới có lăn bánh được có 8 vạn 2 thôi, rất mới các bạn. Vâng, 8 vạn 2 mà 2014. Và đây các chị nhìn cho em này, các chi tiết ở trên khu vực bảng táp lô, xung quanh cửa gió điều hòa thì có các chi tiết vân gỗ nhìn rất là sang, có cả miếng cảnh báo va chạm nhá. Đấy, ngoài ra thì xe đã còn được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các anh chúng ta với một cái màn hình Android và camera hành trình đầy đủ rồi này. Hệ thống điều hòa của xe thì nó được trang bị là hai vùng lập. Có thể nói đây là một trong những chiếc xe mà cũng nổi tiếng về cái độ bền bỉ và lành tính đúng không ạ? Và bây giờ thì với cái tầm tiền 500 thì có lẽ là chỉ hơn một chiếc i10 thôi chứ chưa nói đến Vios G. Dạ, chúng ta mua con này đi nó rộng rãi mà nhìn cái form dáng nó sang. Các bạn thấy là khu vực cần số của xe cũng được ốp xung quanh là viền gỗ. Phía dưới là chúng ta có chi tiết chrome, được chưa ạ? Con này của em thì nó được trang bị động cơ máy là 2.0 nhá. Nhưng các chị nhìn cho em phần trần của nó này. Chủ đi người ta không để lại một vết bắn bẩn sau bao nhiêu thời gian. Quá mới luôn. Các chị nhìn này. Đấy, các bạn nhìn cho em nhá. LED căng luôn. Bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị ta không một lỗ nhỏ, kể cả chi tiết nhựa ở khu vực bậc tì tay các bác có thấy nó còn mới chưa. Và đương nhiên là con này thì em Việt bao zin quen anh chị ta từng lốc đây ạ. Từ lốc bản lề này, từ cái móc khóa này, tất cả tem mác nhá. Năm sản xuất 2014. Đấy, các anh chị nhìn cho em này. Đó, quá yêu luôn này, các chi tiết bản lề phía trước này. Đây. Đấy, các anh chị có thể quan sát cho em cái bảng tapi cánh cửa của xe với tông màu kem. Đấy, các toàn bộ khu vực bậc tì tay thì đều được ốp vân gỗ nhìn rất là sang, có gương kính chỉnh điện cập gương nhá. À, được chưa ạ? Đấy, sàn thảm sàn da thì chủ nhân cũ thì cũng đã lắp thêm cây chị rồi. Vậy thì đó là cái hàng ghế trước của chiếc xe này. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta có thể đi về cái hàng ghế sau. Thì quý anh chị chúng ta cũng có thể thấy là không chỉ mang lại cho các bác chúng ta với một cái không gian nội thất rất cao cấp, mà các anh chị có thể thấy hàng ghế sau của xe thì cực kỳ rộng rãi, đủ chỗ để các bác ngồi thoải mái ba người lớn, và khoảng để chân giữa hai hàng ghế thì rộng mênh mông, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau nhá. Và các anh chị nhìn cho em này, chủ lại gần như là chỉ đi một mình thôi, nên các bác thể thấy là theo thời gian này, cái ghế da zin nguyên bản của xe mà nó còn nét căng như này. À, không tì vết nhé, phần trần các anh chị nhìn này, cũng không một vết bám bẩn. Đó, thực sự là những người mà sử dụng dòng xe này chúng ta thấy là tính cách của họ rất là cẩn thận, nên họ chăm sóc xe phải nói là giữ gìn vô cùng chu đáo các bác nhé. Tapi cánh cửa từ đây các bác nhìn giúp em này, không một tì vết nhé. Đấy, bao zin nguyên bản, không mất 1 cm keo chỉ nào. Các anh chị ta có thể là đem đi check test hoặc là nhờ thợ thuyền đến kiểm tra xe của bên em cũng được. Nói chung là để làm sao mà chúng ta đánh giá được cái tình trạng chất lượng của chiếc xe một cách tốt nhất. Và đây, đấy, quay tiếp cho các anh chị ta khoang cốp. Vâng, chiếc xe này thực sự rất là thực dụng đúng không ạ? Đấy, vậy thì với cái tầm tiền mà loanh quanh 500 thì tội gì các bác phải mua Vios làm gì đúng không ạ? Điều này nó vừa rộng rãi mà các anh chị nhìn xem cốp ở sau của nó này. Các bác tha hồ để đồ, để vali hành lý trong chuyến đi của mình. Và các anh chị nhìn xem cái nỉ bên trong này, chủ nhân cũ người ta giữ còn mới tinh tình luôn các chị nhá. Và đương nhiên rồi, độ zin thì đây, từng cái vết đinh tán này. Đấy, các bác có thể nhìn cho em này, nguyên zin nguyên bản toàn tập nhá. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có lốp dự phòng đồ đạc kích thay thế, và các bác có thể thấy nó cũng còn nguyên bản này. Con này thì xuất sắc luôn nhá. Đây ạ, đồ đạc kích các anh chị thể thấy này, nguyên zin nguyên bản toàn tập cho anh chị chúng ta từ A đến Z, không một lỗi nhỏ. Đấy, các bác mua này đi thì thực sự là vô cùng chất lượng luôn. Đây, quay tiếp cho các anh chị cái bản tapi cánh cửa phía trước này, để các anh chúng ta có thể thấy được cái tình trạng chất lượng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng nhá. Đấy, ghế của nó đẹp chưa? Các bác nhìn 2014 mà nó còn nét căng như này,
hơi có tí vết nhăn thôi, nhưng mà nội thất này thì phải nói là nó còn quá đẹp rồi. Toàn bộ kính của xe thì đều là kính auto rồi nhá, rất đẳng cấp đúng không ạ? Vâng, đó. Và các anh chị chúng ta đi con này thì có thể nói là 10 năm nữa chúng ta thấy nó không bị lỗi thời. Mà chất lượng của nó thì phải nói là xuất sắc này. Các bạn nhìn cho em từng cái ô tôn này, rất là vuông vắn. Và máy em đang để nổ, nhưng mà các bác cũng có thể thấy là tiếng động cơ gần như là chúng ta không nghe thấy khi mà chúng ta để mở như này đâu nhá. Đấy, rất êm. Và tí nữa em quay khoang động cơ để các anh chúng ta có thể tham khảo. Các bác nhìn cho em cái nội thất của nó mới chưa ạ? Và tất cả tình trạng con ốc nguyên zin nguyên bản. Đấy, táp lô các bác có thấy cũng được sơn cái chi tiết vân gỗ, nhìn rất là sang và cực kỳ sạch đẹp nhá. Đấy, ít để lại vết xước sát. Và đây, tất cả tình trạng từng ốc là còn nguyên zin nguyên bản. Các bác nhìn cho em này. Và nó đẹp như vậy đấy, được chưa ạ? Vậy thì mẫu xe mà em Việt mang đến cho quý anh chị ta tham khảo trong ngày hôm nay, trước mặt các bác thì em đang có cho các anh chị, đó chính là một chiếc Toyota Camry. Con này của em thì nó là một cái phiên bản 2.0e số tự động, sản xuất ở năm 2014, màu vàng cát nhá. Đấy, xe của một bác làm trong sở điện lực thành phố Hà Nội, được chưa ạ? Vừa mới đổi xe cho bên em nên là để lại. Với phiên bản này chúng ta thấy là xe được trang bị la răng đa chấu này, bốn phanh đĩa, và các bác nhìn cho em này, cụm phanh bên trong nó còn trắng phao phao. Đấy, máy đang nổ nhưng mà chúng ta nghe tiếng máy nó còn rất là êm. Động cơ 2.0 với công nghệ VVTi. Và các anh chị chúng ta có thể thấy là ở trên gương trộm được tích hợp xi nhan nhé. Và các bác có thể là mở rộng góc ra để chúng ta có thể là ngắm trọn giúp em cái ngoại thất của chiếc Camry này. Và một mẫu xe mà được rất là nhiều người ưa thích về không gian nội thất, thì các bác có thể thấy là với tầm tiền 500 mà để tìm mua một chiếc xe có không gian nội thất nó đẹp, nó đẳng cấp, nó sang như này thì không phải là nhiều đâu. Nhưng quan trọng nhất là cái dòng này nó lành, bền và tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Và các anh chị nhìn cho em cái đèn pha của nó theo thời gian, các bác nhìn yêu chưa? Trong vắt như pha lê, không một tí vết xước nhá. Các anh chị nhìn cho em xung quanh viền đèn không có tí khe hở. Chủ nhân cũ lên chúng ta với đèn bi cầu siêu sáng rồi. Và đây kể cả những đường mép này, phần thân xe, phần cản trước các bác nhìn cho em này, đều thẳng tắp như kẻ chỉ luôn. Đấy, phần đèn gầm bên dưới thì được trang bị một đèn halogen. Và đặc biệt là mặt cản ca lăng thì chúng ta có thể thấy là nó được trang trí với những thanh nan chrome. Và theo thời gian thực sự nó còn rất mới luôn các anh chị nhá. Đấy, các anh chị có thể cắm tổng thể chiếc xe này giúp em này. Đó, một chiếc Camry 2.0 2014 mà đẹp xuất sắc, các bác nhìn cho em cái đèn nó. Không tì vết luôn nhá. Đấy, quá yêu luôn, đúng không ạ? Đấy, tổng thể sơn xi xe này thì gần như là các bác về chúng ta không phải làm gì hết cả. Các anh chị có thể nhìn giúp em những cái đường form, những cái đường nét của nó rất mượt mà mềm mại nhá. Bao zin nguyên bản toàn tập. Bác nào cảm thấy lăn tăn thì hoàn toàn có thể là mang xe này đem đi check test lại một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch, ok không ạ? Và các anh chị có thể cùng ngắm nhìn chiếc xe này giúp em. Đây ạ, không chê được nhá. Tiếp tục phần đuôi phía sau thì các anh chị chúng ta thể thấy là ở thế hệ này thì chiếc Camry nó có cái phần thiết kế đuôi phía sau khá là vuông vức, đúng không ạ? Có cả miếng cảnh báo va chạm phía sau này. Đấy, phần đèn hậu thì đây, các anh chị cũng có thể là quan sát kỹ giúp em nhé. 24 mặt đèn này với những bóng đèn led bên trong này. Đấy, to bản tạo cái điểm nhấn. Đấy, và xung quanh cái viền đèn cũng không có tí khe hở luôn này. Và những đường mép các bác có thể quan sát giúp em. Đấy, thẳng tăm tắp như kẻ chỉ, được chưa ạ? Đó, xe đẹp, xe chất nó phải như vậy. Đấy, các bác mua này đi thực sự rất yên tâm. Và với cái tầm tiền như em Việt thông báo với các bác là chỉ có 500 triệu thôi, mà vẫn còn có thể thương lượng một chút xíu nữa thôi nhá, chứ không bớt được nhiều đâu. Đấy, nhiều bác cứ đòi trả 400 thì thực sự là những cái mức giá như vậy thì bên em không thể là mua được. Kể cả 450 triệu bên em cũng chưa mua được cái giá đấy đâu các bác anh chị ạ. Đó, các bác có thể tham khảo mức giá ở trên thị trường nhá. Đó, các anh chị nhìn cho em này, quá yêu luôn. Vậy thì bây giờ để giúp các anh chị chúng ta đánh giá tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em Việt sẽ quay cho các bác chúng ta cái khoang động cơ, được chưa ạ? Vâng, vậy thì đây ạ, xin mời các anh chúng ta có thể cùng em kiểm tra với khối động cơ 2.0 VVTi của chiếc Toyota Camry. Em Việt đang để nổ máy, nhưng các bác thấy là máy nổ rất êm này. Con này thì bao di mất từ keo dàn cò, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, và tất cả từng lốc các anh chị có thể thấy cho em ở phía dưới nhá, nó còn nguyên vạch sơn. Đó, các bác mua những xe như này các anh chị cảm thấy yên tâm chất lượng, ụ giảm sóc này. Đấy, từng lốc cabo này. Đấy, nỉ cái gầm này. Đây, các anh chị nhìn cho em này. Máy nổ êm thin thít luôn. Đó, bao di phiên bản toàn tập cho anh chị nhá, máy rất là tươi, xe chạy có 8 vạn thôi. Được chưa ạ? Và tội gì phải đi Vios hay i10 đúng không ạ? Cố lên tí chúng ta mua này. Đấy, với giá tiền là chỉ có 500 triệu đồng thôi. Đấy, các bác có một con Camry và vừa rộng rãi vừa sang để đi phục vụ cho cả gia đình. Cái màu vàng cát này thì có lẽ là hợp với các bác mệnh thổ, đúng không ạ? Vâng, vậy thì quý anh chị nào quan tâm tới chiếc Camry 2.0e 2014 mà em Việt đang có tại đây thì xin mời các bác chúng ta có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số hotline là 0947598859 để em hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ các bác nhé. Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn quý chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Và các bác nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.